Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Thì tối ngày hôm nay, một cái thông tin cực nóng liên quan đến Hoa hậu Phương Lê. Như đã thông tin trước đó, thì chiều ngày hôm nay, về phía gọi là Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi họp báo thông tin cụ thể liên quan đến cái câu chuyện mà Hoa hậu Phương Lê đã có một buổi live stream cùng với chồng của mình, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, và có một số những cái lời chế lời bài hát quốc ca khiến cho cư dân mạng cũng như là dư luận xã hội đang gọi là vô cùng bức xúc và đang mong chờ những cái kết quả từ phía cơ quan chức năng xác minh, đưa ra những cái hướng xử lý đối với cô này. Thì tối ngày hôm nay mới đây thì phía Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin cho chúng ta được biết cụ thể cái câu chuyện mà hướng xử lý đối với Hoa hậu Phương Lê là như thế nào. Cụ thể thì mới đây trên báo Vinh News cũng đã có một cái tiêu đề với nội dung Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời Phương Lê lên làm việc. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng mời Phương Lê lên làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay đó, thì với một số những cái thông báo từ phía đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, thì chúng ta thấy rằng về phía Phương Lê đó, thì ngay thời điểm này thì tiêu nhiều hơn muối rồi. Khi mà một số các luật sư trước đó cũng đã có thông tin cho chúng ta được biết đó là theo quy định của pháp luật điều 351 và cái câu chuyện mà xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca đó, hiện tại theo cái hướng mà xử lý gọi là vi phạm hành chính đó thì chưa có quy định cụ thể. Cụ thể thì cái nội dung như sau. Chiều ngày 22 tháng 8, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nói về hướng xử lý Hoa hậu Phương Lê sau hành vi hát chế lời quốc ca trên livestream đã gây bức xúc dư luận khoảng thời gian qua. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời Hoa hậu Phương Lê lên làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng quốc ca đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn số 3420, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2 tháng 10 năm 2012 về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, quốc ca được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại các công sở nhà nước, trường học, các nghi lễ sinh hoạt chính trị của đất nước, các đoàn thể, các lễ hội quốc gia, các sự kiện thể thao cấp nhà nước và cấp quốc tế. Việc sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 351 Bộ luật hình sự 2015 quy định. Tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Riêng trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay chưa có quy định cụ thể để xử phạt vi phạm hành chính có tính chất xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Thì lần này đã không phải là những ý kiến của các chuyên gia luật hay là các luật sư, mà là thông tin từ phía Sở Thông tin và Truyền thông công bố nha cô chú anh chị. Có thể thì chúng ta đã nghe rất là rõ về cái quy định tại điều 351 Bộ luật hình sự 2015 đó, thì ít nhất đó thì bị phạt cảnh cáo, thì cải tạo không giam giữ 3 năm, có nghĩa là án treo 3 năm đó, cho đến là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thì trong khung hình phạt này thì theo quý vị đó, thì cái câu chuyện của Phương Lê là có cố tình, cố ý hay không, và cái mức phạt nào thì phù hợp, thì cái phần này đó mình để cho ý kiến của khán giả hoặc là về phía cơ quan chức năng, người ta khi mà xem xét tính chất thì người ta cũng sẽ công bố cho chúng ta được biết. Trước đó thì trong một buổi live stream, Phương Lê đã chế lời quốc ca khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, chỉ trích. Phương Lê sau đó là lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Trước tiên cho Phương Lê được gửi lời xin lỗi đến mọi người nếu câu nói của Phương Lê đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu. Phương Lê cho biết không chế lời hay là xúc phạm quốc ca, nhưng mà xin lỗi của Phương Lê đã không được công chúng chấp nhận. Thì đó là cái nội dung trên báo Vinh News mới nhất, thì cũng chỉ ngắn gọn về cái thông tin từ phía Sở Thông tin và Truyền thông cho chúng ta được biết rằng sẽ mời cái cô này lên làm việc và sẽ đưa ra những hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và chúng ta nghe rồi, nếu mà theo đúng quy định pháp luật thì theo Bộ luật hình sự 2015 ít nhất là cũng phải phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng dư luận đang gọi là bức xúc,
vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì trong cái lời xin lỗi của cô này, đáng lý ra đó cô chú anh chị, thì khi một con người ta mà biết nhận lỗi đó thì sẽ luôn luôn được nhận lại cái sự là đồng cảm, tha thứ của khán giả. Nếu như là cái lời xin lỗi đó nó hoàn toàn chân thành và để cho khán giả người ta nhìn nhận lại được, ừ, là cái cô này cô đã biết sai rồi, cô đã xin lỗi quá chân thành rồi. Nhưng ở trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trong cái lời xin lỗi của Phương Lê đó, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Chúng ta nghe rất là rõ là cái cô này nói rằng là mình là bị cắt ghép, mình bị hãm hại. Thật ra đó thì cái câu ông bà xưa chúng ta nói là đánh kẻ gọi là chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bởi vì người ta đã nhận lỗi, đã xin lỗi rồi, thì cái lời xin lỗi chân thành thì chúng ta luôn luôn tha thứ. Chứ không có thể nào mà gọi là người ta đã nhận lỗi mà chúng ta cứ dồn ép người ta vào đường cùng, thì cái đó cũng gọi là nó không có nhân văn, đúng không cô chú anh chị? Và mình tin rằng luật pháp Việt Nam đó, người ta cũng có một cái gọi là nhân đạo, luôn có những cái gọi là khoan hồng cho những kẻ mà biết gọi là nhận lỗi, xin lỗi, và đặc biệt là phải biết một cách chân thành thật sự, chứ không phải là nhận lỗi qua loa, để rồi gọi là ngụy biện cho những cái hành vi mà đã vi phạm pháp luật của mình. Thì chúng ta thấy rằng trong lời nhận lỗi của Phương Lê, tại sao mà báo chí lại viết rằng là lời xin lỗi của Phương Lê không được công chúng chấp nhận? Tại sao cô chú anh chị? Bởi vì trong đó kèm theo những cái lời đe dọa, kiện tụng, và cho rằng là mình bị hãm hại. Trong khi cái buổi live stream của cô thì có hàng hàng người xem, và danh xưng là cái gì? Danh xưng là Hoa hậu, Hoa hậu Hòa Bình năm 2017, và là người của công chúng. Cô rất là tự hào, thậm chí ngồi bên cạnh mình là một nghệ sĩ ưu tú được nhà nước phong tặng. Và chúng ta được biết đó, nghệ sĩ ưu tú đó, cái danh xưng này, cái danh hiệu này nhà nước phong tặng, và tất nhiên các anh chị đều có lương. Mà lương đó thì từ đâu? Nghệ sĩ ưu tú thì có lương hàng tháng nha cô chú anh chị, có lương hàng tháng nha, ngồi không cũng có lương hàng tháng. Nhưng mà lương đó thì từ đâu? Cũng do công chúng, khán giả, người dân đóng thuế mà có, chứ ở đâu ra. Mà kể cả tất cả những cái danh hiệu của các anh chị, và kể cả gọi là cái danh tiếng của các anh chị, cũng do chính những người khán giả cho các anh chị. Người ta yêu thương, người ta mến mộ, tại vì các anh chị là những người làm về nghệ thuật, về văn hóa, đưa cái những cái gọi là cái điều tốt, điều đẹp của đất nước, của dân tộc của chúng ta vươn ra những cái bạn bè quốc tế trên thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện ngày hôm nay đối với Phương Lê, thì riêng cái về cái câu chuyện gọi là lời xin lỗi đã là nó không thỏa đáng rồi, đã là xem thường rồi, ngụy biện rồi đó, và thậm chí là đe dọa kiện người này kiện người kia. Trong khi đó thì cái video gốc thì bản thân cái cô này lại không dám để lại, thậm chí là đã xóa. Thì theo Sở Thông tin và Truyền thông, khi người ta đã ghi nhận và đã công bố cho chúng ta được biết rằng sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, thì mình tin rằng sẽ có một cái mức án thấp nhất, mức án gọi là nghiêm minh nhất, để cho cái cô này có mang cái tính chất gọi là răn đe, không chỉ riêng về một hoa hậu như là Phương Lê, mà tất cả các anh chị, tất cả người dùng mạng xã hội, là những người có sức ảnh hưởng, để không phải có những cái trường hợp như thế này tiếp tục diễn ra. Và đặc biệt đó thì chúng ta thấy rằng là dạo gần đây ha, khi cái câu chuyện này được nổi cộm thì người dân khán giả người ta bức xúc, thì lại xuất hiện rất là nhiều những cái nhân vật đu bám theo câu chuyện này, binh vực Phương Lê một cách gọi là bất chấp. Họ cho rằng là Phương Lê là không có cố tình, rồi là Phương Lê gọi là bị hãm hại, truyền tải trên Facebook, rồi Phương Lê là làm như vậy là cũng không có gì. Và 100%, đặc biệt là Thám Tử Cao nha, nó nói rằng là 100% Phương Lê đó sẽ không có sao cả. Và thậm chí là Phương Lê đã kiện đến 15 đến 20 YouTube, hồ sơ thì chắc đóng trên phía cơ quan chức năng rồi. Thì chúng ta thấy rằng cái hành vi này là những cái hành vi cổ suý cho vi phạm pháp luật, cổ suý để gọi là xúc phạm đến văn hóa của dân tộc, của cả một quốc gia. Những cái câu từ trong bài hát Tiến Quân Ca chúng ta nghe rất là rõ: đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước. Đó là một cái hình ảnh như thế nào cô chú anh chị? Đoàn ảnh của một đoàn quân rất là hùng mạnh, đã chiến thắng trong hai cái cuộc kháng chiến rất là lớn đối với đế quốc Mỹ cũng như là thực dân Pháp. Những cái bài hát vô cùng thiêng liêng mà chúng ta nghe rất là rõ. Các lãnh đạo cán bộ cấp cao hàng tuần
và bài hát này được tổ chức trong những cái buổi lễ văn hóa, những cái một hoạt động liên quan đến chính trị, và nó rất là thiêng liêng. Và bản thân mà mình tin rằng tất cả những người dân Việt Nam mà khi chúng ta đứng dưới lá cờ mà nghe bài hát hùng vĩ này thì mỗi người dân đều dâng trào những cái cảm xúc, nói chung là nó vô cùng thiêng liêng và mạnh mẽ lắm cô chú anh chị. Nhưng mà đối với một người làm văn hóa như là người mang danh như là Hoa hậu, mình thiết nghĩ rằng ngay thời điểm hiện tại không biết rằng là cái cô Phương Lê này có cần đến cái danh hiệu Hoa hậu này hay không. Và nếu như thật sự mà gọi là không cần thiết, vì mình nghĩ rằng phía cơ quan chức năng ít nhất đó là tước luôn cái danh hiệu Hoa hậu này đi, tước luôn cái danh hiệu Hoa hậu này để không còn những cái trường hợp mà cái cô này lên phát ngôn mà nó gây phản cảm như vậy nữa cô chú anh chị. Bởi vì đó, chúng ta thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên mà cái cô này dướng vào những cái lùm xùm liên quan đến những cái phát ngôn của mình. Trước đó đã từng bị xử phạt rất là nhiều lần với những cái ồn ào và là những cái hình ảnh phát ngôn phản cảm. Và thậm chí là chúng ta phải cần truy cứu luôn lịch sử của cô này với những lần gọi là cái nội dung gọi là 18 cộng, phát ngôn tục tiểu không có văn hóa, trong khi một người làm văn hóa. Những hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, hình ảnh của một hoa hậu hòa bình, một nghệ sĩ ưu tú, chúng ta thấy là rất là xấu hổ với gọi là cái nền văn hóa, bạn bè quốc tế, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Và cô này muốn truyền tải đến những cái điều gì? Cho rằng là nói rằng là một người của công chúng, tôi chỉ là bán hàng, Philip đã cũ rồi, và bán những cái mặt hàng nào thì phải cần PR quảng bá theo cái hình ảnh của mặt hàng đó. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là cái khi trước đó cái cô này đã từng bán những cái mặt hàng liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm, vấn đề sinh lý chẳng hạn, thì cái cô này dùng những cái từ ngữ nó rất là thô tục. Nếu như là một người bình thường không phải mang danh hoa hậu, một người dùng mạng xã hội để mà giật tích câu view, câu like để bán hàng các vấn đề liên quan đến tình dục chẳng hạn, thì chúng ta không nói đi. Nhưng mà đã là một hoa hậu, là một người gọi là hoa hậu hòa bình có danh xưng đàng hoàng, và người được cho là có trí thức, trí tuệ, thì chúng ta còn rất là nhiều cách khác nhau để bán những cái sản phẩm đó mà quảng bá theo một cách có văn hóa, chứ không phải là dùng những cái từ ngữ mà nó thô tục đến vậy thì đâu phải là người làm văn hóa đâu cô chú anh chị. Cho nên mình thiết nghĩ đó, trong cái sự việc ngày hôm nay, khi mà cô này đã tái phạm nhiều lần trên mạng xã hội rồi, thì phía cơ quan chức năng nhất định phải cho ra một cái quyết định xử lý cho nó hợp lý, cho nó hợp lòng dân. Bởi vì mình thấy rằng khi mà xuất hiện cái nội dung mà cô này chế lại quốc ca thì đã có rất nhiều người lên tiếng rồi. Không chỉ là các luật sư mà còn liên quan đến các cựu chiến binh, các người dân, rồi nói chung là mạng xã hội dư luận người ta phản ánh cực kỳ mạnh mẽ đối với cô này. Và chúng ta thấy rằng cái cô này thực chất thì cũng chỉ là cái hoa hậu gọi là có tiếng thôi. Có nghĩa là có cái danh thôi, có cái danh cho có. Chứ trên thực chất thì mình thấy rằng cô này chẳng có hoạt động về cái vấn đề mà quảng bá hình ảnh của đất nước đâu. Cô chỉ toàn đu bám vô các drama để quảng bá bản thân, quảng bá cho công ty của mình mà thôi. Thấy cái nhân vật nào, cái câu chuyện nào được dư luận xã hội quan tâm thì cô ta luôn nhảy vào để làm cái gì. Chúng ta thấy là cô ta luôn mang cái hình ảnh gọi là một hoa hậu để mà đến làm từ thiện. Làm từ thiện không à, mang danh là làm từ thiện, nhưng mà trên thực chất thì đó chính là cái hình thức PR quảng bá miễn phí mà cô ta gọi là mang cái danh nghĩa là đi giúp đời giúp người, trên thực chất là chẳng có. Giống như cái câu chuyện của Tuyết Giao Kiên Giang hoặc là bé Văn An, rồi cho đến mãi đến Hồng Loan, chúng ta thấy điều đó rất là rõ qua rất nhiều drama rồi, chứ không phải đây là lần đầu nha. Điều đến để làm gì? Tặng răng. Thì chúng ta thấy rồi, đó là cái hình thức PR trá hình. Tại không phải là một người khác mà một người nổi tiếng được nhiều người quan tâm như Hồng Loan và quảng bá đến mời đưa Hồng Loan đến là cái công ty của mình làm răng, nhưng mà trên thực chất đang lợi dụng hình ảnh của Hồng Loan để PR cho cái tiệm răng miễn phí của mình. Đó là hình thức PR trá hình, ai cũng hiểu cả. Nhưng mà lúc đó thì khán giả người ta đó yêu thương Hồng Loan, người ta cứ nghĩ rằng đó thì dù sao là có một người thôi, chỉ cần một người mà ủng hộ yêu thương Loan thì cũng là một điều tốt, cho nên người ta cũng ủng hộ theo. Chứ người ta cũng biết rằng rõ ràng cái cô này đã xuất hiện trong rất là nhiều drama dùng cái chiêu trò PR này rất nhiều lần, chứ không phải lần đầu tiên. Đó là những cái hình thức trá hình mà chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra trong cái câu chuyện của Phương Lê.
Thì ngày hôm nay đó, thì phía Sở Thông tin và Truyền thông đã có thông tin và chúng ta nghe rất là kỹ đó, là theo cái quy định của pháp luật thì hiện tại về cái tội danh này đó thì chưa có quy định về xử phạt vi phạm hành chính, thì chỉ có điều 351 của luật hình sự 2015 thì ít nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thì theo ba cái mức xử phạt này, mình nghĩ cái điều đầu tiên đó là tước luôn danh hiệu này đi. Hoa hậu có lẽ cô không cần đâu. Nếu như một hoa hậu thì phải có một cái cống hiến, một có một cái sự việc gì đó để mà quảng bá hình ảnh của đất nước, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam cho đến bạn bè thế giới vân vân. Chúng ta đâu thấy gì đâu cô chú anh chị, toàn đu drama để nổi tiếng không à, quảng bá hình ảnh kinh doanh của mình không à. Và cái sự kết hợp ngày hôm nay khi mà cô cùng chồng của mình là anh nghệ sĩ ưu tú đó xuất hiện trong một buổi live stream và gọi là có những cái lời chế lại quốc ca mà chúng ta nghe rất là rõ rồi, là kể cả các anh nghệ sĩ này cũng có một những câu chữ mớm lời cho chị này để mà chị này chế lời quốc ca. Mà trong cái buổi live stream đó thì chị này đang gọi là dùng những cái câu chữ của mình mỉa mai một người khác, cười cợt của người khác đó. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh những cái lời xin lỗi của Phương Lê thì rõ ràng có lẽ ai cũng hiểu được lý do vì sao mà khán giả không chấp nhận cho đến thời điểm này nha cô chú anh chị. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi cái kết quả chính thức từ phía Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số các cơ quan liên quan khác để mà xử lý cô này theo đúng quy định pháp luật sẽ như thế nào, và mình mong rằng sẽ có một mức phạt thích đáng, đủ sức răn đe giáo dục đối với không chỉ rằng là Phương Lê hoặc là Vũ Lưng mà còn đối với tất cả những người gọi là dùng mạng xã hội có sức ảnh hưởng, để không có những cái trường hợp tiếp theo xảy ra. Một số những cái thông tin tiếp theo, thông tin mới đó thì các anh em cũng sẽ liên tục cập nhật gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.